Từ trước đến giờ đội hình tại đó được thì đây là đội hình nghĩ là mạnh nhất từ trước đến nay. Nếu đội hình này mà ra sẽ bét mà không có cơ hội vô địch thì tôi nghĩ là sẽ không có đội hình nào có thể đánh bại được họ. Tự tin hơn nữa.